Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng ta. Và ngày nay chúng ta sẽ nói tiếp đến vị tướng KDC các bạn nhé. Đây là màn hình vào trận đấu game khi mà tất cả các bạn đều đạt ra chiến tướng rồi. Đây là một trận đấu đi đánh đơn của mình, và hôm nay mình sẽ nói về vị tướng KDC và sẽ rất nhiều điều bổ ích cho anh em nào đi mid các bạn nhé. Như các bạn biết rồi, nói chung là phiên bản đi mid ở cái meta hiện tại nó không còn như trước nữa, mà mid bây giờ nó dần dần bị mờ nhạt đi một chút, và nó thay thế bằng một câu nói, đó chính là hỗ trợ 2 của team. Như bạn thấy ở trong các đấu trường chuyên nghiệp hoặc các trận đấu trường danh vọng ấy, thì không còn những vị tướng như Rat này, Zata hay những vị tướng sát thủ một combo chết nữa, mà thay vì đó sẽ chọn những vị tướng là combat tổng cung team, hỗ trợ cung vị team. Và các bạn có thể thấy đăng ký KDC là một trong những vị tướng hot pick, như là rồi chẳng hạn như Anette, rồi là thêm cả cái thằng gì thằng bắn gá nè các bạn ạ. Đấy, thêm cả những cái vị tướng gọi là CP. Đấy, những vị tướng CP có thể là mang ra đường mid, cho nên các bạn hiểu nôm na rằng đi mid ở phiên bản hoặc meta này chúng ta thiên về hỗ trợ. Mà thiên về hỗ trợ thì chúng ta chơi như thế nào cho hợp lý. Đấy, thì đã gọi là hỗ trợ 2 thì đây là hỗ trợ cho vị tướng nào các bạn? Đó chính là vị hỗ trợ cho xạ thủ các bạn nhé. Xạ thủ lên ngôi là một trong những vị tướng chủ lực của team, sát thương to nhất của team, thậm chí to hơn cả rừng khi late game. Cho nên KDC chúng ta sẽ tập trung tối ưu nhất, đó chính là hỗ trợ cho đường rồng. Đấy, khi các bạn farm xong thì chúng ta sẽ di chuyển xuống đường rồng các bạn nhé. Đoạn này là cái đoạn clip mình bị lỗi một chút, hỗ trợ 4 mạng. Mình đã đi hỗ trợ và ăn được một mạng ở phía dưới đường rồng thôi. Đấy, nhưng mà các bạn hãy nhìn cách, đây là cái rank 6x sao thôi, cho nên rank đơn, cho nên đánh rất là ngang ngửa với nhau luôn. Và những điều mà các bạn chỉ cần KDC thì mình muốn nhấn mạnh các bạn sau đây. Đó, thứ nhất là cách các bạn đứng vị trí để hỗ trợ, và thứ hai là để các bạn giữ vị trí trong combat như nào và hỗ trợ cho team như nào. Các bạn hãy nhìn cách đây, mình ping này, các bạn hãy nhìn cách combo của mình nha. Chiêu 3 và chiêu 2 mình sẽ nhấp áo tú này, chiêu 3 này, áo tú chiêu 2 luôn. Đấy. Các bạn thấy có một cái gì đó nó hơi là lạ không? Nghĩa là KDC chiêu 2 của nó là kỹ năng định hướng mà không? Các bạn hãy nhớ này, khi KDC các bạn muốn dùng trúng chiêu 2 chính xác ấy thì các bạn áp sát vào trong cái tầm chiêu 2 ấy, các bạn sẽ kích áo tú thật nhanh, thì chiêu 2 nó sẽ từ cố định là trúng cái vị tướng này luôn. Các bạn không cần phải chỉnh làm gì, nếu mà muốn chỉnh chiêu 2 thì những cái tình huống ngoài màn hình, hoặc là chỉnh nhiều tình huống, nhưng những cái tình huống vừa rồi khi team địch không còn chiếu, nó chỉ còn đi bộ ấy, thì các bạn chỉ cần lao lại và lao vào trung tâm, kích hoạt chiêu 2 phát là nó từ ấy. Đây rồi, từ chiêu 2 này đấy. Những cái pha này thì mình cần phải chỉnh các bạn nhé. Những cái pha trúng hai vị tướng này thì mình cần phải chỉnh, bởi vì chiêu 2 là kỹ năng định hướng, cho nên là nó tùy thuộc vào kỹ năng của các bạn, chứ mình không thể bay được, không có cách nào dễ trúng đâu. Còn một cách đơn lẻ mục tiêu dễ trúng thì đơn giản thôi, các bạn phải làm kiểu là phải bất ngờ cơ. Chứ ví dụ bây giờ mà mặt đối mặt như thế này mà cứ áo tu nhấp chiêu 2 thì ôi thì áo tu xịt các bạn nhá. Cho nên là sẽ không thể nào mà áo tu chiêu 2 được, trừ khi những cái phá các bạn ra bất ngờ như vậy thì mình auto dễ trúng. Đấy là cách combo kiểu dễ thôi. Còn cách combo KDC thì đơn giản, các bạn luôn luôn auto. Khi các bạn muốn zone chết một vị tướng thì các bạn sẽ auto bật cho mình chiêu 3 trước. Vì mình không cầm má tính cho nên không cần thiết phải dùng chiêu 1 chiêu 2, mà các bạn sẽ đấy kích hoạt chiêu 3 trước. Xong tiếp theo như nào ạ? Các bạn sẽ dùng chiêu 2 và chiêu 1 là cái sát thương cuối cùng. Tại vì sao lại phải dùng chiêu 2 nhá? Tại vì sao các bạn biết không? Đấy, các bạn đang tính nghĩ một chút thì các bạn kết hợp chiêu 2 mà hất túng ấy thì chiêu 1 nó sẽ sát thương to một chút. Đấy, thì kiểu nôm na là như vậy. Cho nên cái cách combo chuẩn của KDC đó chính là khi các bạn zone chết một vị tướng luôn thì kích hoạt chiêu 3 trước rồi chiêu 2 chiêu 1. Đấy, 3 2 1 từ trên xuống dưới. Rồi, còn ví dụ như là những cái pha này, đây trật lít rồi. Đấy. Hầu như trong tất cả các pha giao tranh, nhờ đến từ con bướm của KDC, chúng ta sẽ chơi theo thiên hướng cầu rìa hoặc là poke. Poke là như nào hả các bạn? Poke là gọi là thả diều cầu rìa đầu giao tranh ấy, là
tâm chiếu thức xa của các đứa, chúng ta sẽ thả bướm chứa một để cầu rỉa được một phần máu nào cho tiếp thì càng tốt, còn không chúng ta không bao giờ lao lên. Và đặc biệt rằng Kairisi là một vị tướng rất màu dày, rất là dễ chết. Thì trong combat hoặc trong sao tranh chúng ta phải như nào? Đây, cái pha này mình sẽ nấp bùi để bắt lẻ đây rồi thằng Lilian ha các bạn nhé. Mình sẽ chờ nó từ từ bình tĩnh này, hóa cáo này một lần này, còn hai lần nữa rồi hết. Thằng này hết hóa cáo nhá. Bây giờ nó kích hoạt chiêu 3 phát nữa là mình sẽ sụp chiêu 2 này. Đây, chiêu 2 này mình phải chỉnh nhá. Đây là chiêu 2 phải chỉnh này, đây phải chỉnh đó. Ok, chiêu 3, chiêu 1 chết. Đấy. Thì cách combo auto khi dính chiêu 2 thì mới được xả chiêu 1 thì có mấy có sát thương to. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình nắm rõ này. Cái mùa này thì mình tại vì sao không hướng dẫn các bạn cách KDC bắt lẻ, bởi vì vốn gì rằng mid bây giờ là một vị tướng nó phám vàng, gọi là thậm chí thuốc cả top, thậm chí vàng. Các bạn hãy để ý trong những đội chuyên nghiệp đi, hãy để ý team Flash Xuân Bách hay là tất cả mọi người chẳng hạn đi, hầu như lượng vàng của mid rất là yếu, rất ít luôn, cho nên không thể gọi là sát thủ được, bởi vì làm gì có đô đâu, đô làm gì nhiều đâu, nó chỉ gọi là hỗ trợ cho team thôi. Cho nên đã là hỗ trợ thì chúng ta một cái pha này chúng ta sẽ bảo vệ cái tuyến cuối cùng của mình, đó chính là tuyến 3. Trong một trận đấu thì đã chia ra 3 tuyến, các bạn biết rồi, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Đấy, tuyến 1 lao lên, tuyến 2 là kiểu là SP hoặc là những vị tướng kiểu cover AD, còn tuyến 3 chỉ là phòng bị cuối cùng, đó chính là tuyến xạ thủ để gây sát thương. Thế chúng ta bảo vệ cái tuyến 3 đấy bằng cách là chúng ta sẽ dùng chiêu 2 bảo lá. Dùng chiêu 2 của Kalixi, chúng ta sẽ cover xạ thủ hoặc là chúng ta sẽ lao lên để tấn công. Cho nên Kalixi là một vị tướng công thủ toàn diện, mỗi tổ là nó không được cơ động thôi, cho nên là cái vị trí nó rất là quan trọng, sự vị trí rất là quan trọng. Các bạn cũng không thể nào lao lên bởi vì tầm chiêu thức Kalixi rất là xa, và xa đến mức độ mà chiêu thức của Kalixi nó xả ra thì thằng xạ thủ thì mình không thể nào tiếp cận bắt được, cho nên các bạn không bao giờ được vào gần quá. Ôi dồi ôi, nó mù mắt anh em ạ. Đấy, bởi vì do cái combo phải chỉnh hai lần, ví dụ tốc biến mình chỉnh lướt lên, xong chiêu 2 mình phải dí dịch để kỹ năng ảnh hưởng, cho đến chiêu 2 xịt bây giờ bình thường. Nếu mà cái pha này mình tốc biến lên mà auto chiêu 2 khả năng này trúng đấy. Nhưng mà do kiểu mình kiểu là thói quen cả nhật các bạn ạ, thôi không có vấn đề gì hết. Đấy, cho nên là mình thấy rằng KDC mua đây mình ít làm mid hơn một chút, bởi vì là mùa trước những cái đợt trước thì mình có làm mid rất là nhiều, nhưng cái mùa này thì mình ít, bởi vì các bạn phải hiểu là cái bản tính của mình là một người chơi sát thủ rất là quen rồi, mình rất ghét hoặc là không thích chơi những cái vị tướng hỗ trợ team, bởi vì đã là hỗ trợ team thì là phải phụ thuộc vào cái sát thương chủ lực người khác, mà phụ thuộc vào sát thương chủ lực người khác. Ôi thật, các bạn thấy chưa, thằng Hayate còn tính mắt chưa, rất là tính mắt các bạn nhé. Đấy, đã mà là phụ thuộc thì mình kiểu không thích, cho nên là mình chẳng qua KDC nó công thủ toàn diện quá, cho nên mình muốn giới thiệu các bạn để các bạn chơi leo đánh thật tốt vì đường KDC này. Đấy, về thì nói chung để mà clip này thì mình chỉ chốt 3 cái thôi. Cái đầu tiên thì đó chính là đi ram cho AD do đầu game. Các bạn phải nuôi lớn thằng xạ thủ của mình, đó chính là các bạn farm xong mid và di chuyển đường rồng. Game này mình di chuyển đường rồng rất là nhiều, hầu như không đi lên đường kinh công gạch phản gánh một phá nào luôn. Đấy, và khi các bạn nuôi bẻo thằng xạ thủ tâm rửa game cho nó sống sót rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ đi giao tranh combat cùng team. Và các bạn hãy nhìn cách mình di chuyển luôn luôn đứng sau team các bạn nhé, luôn luôn đi sau hoặc đứng sau để mình xả chiêu thức, không bao giờ một cái KDC mà lao lên tuyến đầu đâu các bạn nhé. Đấy, thì nôm na clip này thì mình hiện tại thì nói chung chỉ là một clip KDC, mình chưa gói gọn được nhiều phần về vì từ KDC này, cho nên mình sẽ hẹn gặp các bạn ở clip sau rồi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha, và tất cả các bạn em mai yêu, bye bye.